Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh review công nghệ Đăng Vũ và mình Hà Long. Ở trên bàn mình là chiếc Surface đã 8 năm tuổi rồi anh em ạ. Đó là chiếc Surface Pro 3. Trong video này mình muốn chia sẻ với anh em những cái trải nghiệm đánh giá khách quan của mình về chiếc Surface Pro 3 khi mình cài Windows 11 lên trên nó. Liệu nó có ổn định không? Nó có gặp lỗi gì không? Mượt mà không? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em hết. Bắt đầu thôi. Trước khi đi sâu vào video thì mình sẽ nói từng cái cơ bản trước. Ví dụ như là tuổi đời của chiếc Surface Pro 3 này. Surface Pro 3 thì được ra mắt vào 20 tháng 5 2014. Nghĩa là sắp được đầy 8 năm tuổi rồi anh em ạ. Lúc ra mắt nó được cài đặt sẵn Windows 8.1 bản quyền. Và đến bây giờ đi chăng nữa, mình có cài đặt bất kỳ phiên bản Windows nào thì nó cũng tự active bản quyền luôn. Đúng là con đẻ có khác phải không anh em? Khi nó ra mắt ấy, thì nó cạnh tranh trực tiếp với cả dòng iPad. Nhưng mà cái hướng đi của nó hơi khác một chút. Đối với iPad thì Apple hướng tới việc là trải nghiệm giải trí. Còn đối với cả Microsoft Surface thì hướng đến đối tượng là công việc hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với cả điểm thứ hai, những điểm mạnh của chiếc Surface Pro 3 này nhé. Dù là năm đó hay là đến tận bây giờ 8 năm sau đi chăng nữa thì nó có rất nhiều điểm đáng giá. Ví dụ như màn hình ở đây rất là LED, màn hình 2K này, cực kỳ nét luôn, lại có cảm ứng nữa chứ. Tầm giá chiếc Surface Pro 3 cũ bây giờ nó chỉ tầm chục triệu thôi. Anh em làm sao có thể mua được một chiếc máy màn hình 2K lại có cảm ứng chứ? Đúng không anh em? Rất là khó. Thêm nữa thì cái thiết kế của máy, anh em nhìn xem, nó vẫn trường tồn với cái thời gian rất là nhiều. Một thiết kế đến tận bây giờ Surface Pro 8 nó vẫn y hệt. Cái thiết kế này thậm chí vài năm nữa mình nghĩ là nó vẫn huyền thoại thôi. Vỏ máy thì được build rất là chắc chắn. Vỏ Maze Pro 8 bây giờ vẫn là Maze thôi. Chất liệu cao cấp hàng đầu ở trên thế giới. Và như mình nói ở trên, nó được cập nhật Windows 11 bản quyền một cách rất là thoải mái luôn. Không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ đến với điểm quan trọng nhất, đó là trải nghiệm của mình khi cài đặt Windows 11 ở trên chiếc máy Surface Pro 3. Sau 8 năm thì khi mình cài đặt Windows 11 lên chiếc Surface Pro 3 này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ việc cắm USB là xong. Nếu mà anh em mà không biết cài đặt thì có thể đến với cả bên mình, hoặc là mình đã có sẵn video hướng dẫn anh em cài đặt Windows 11 rồi đấy. Anh em có thể xem ở dưới comment nhé, hoặc là có thể click ở đây cũng được. Mình cũng để link ở góc này luôn. Khi anh em cài đặt Windows 11 lên chiếc Surface Pro 3 này thì anh em sẽ thấy ngay được là nó có một làn gió rất tươi mới, rất là khác biệt so với cả trước. Cũng giống như việc ấy, anh em đang sử dụng một chiếc điện thoại cũ rích, tự nhiên vài năm sau hãng ra mắt một cái phiên bản phần mềm mới mà anh em lại được cập nhật. Anh em có hào hức không? Anh em có thích thú không? Đúng không? Anh em cứ lên Windows 11 đi, có rất nhiều điểm hay ho để đón chờ anh em đấy. Các thao tác cảm ứng ở trên Windows 11 ấy cũng rất là tối ưu cho Surface rất nhiều. Các thao tác hải vuốt này, các thao tác chạm này, hiệu ứng ở đây thì nó rất là mượt. Các hoạt ảnh ở đây thì nó cũng không rất là smooth đi, nó không bị lag, không bị giật gì cả. Anh em cũng có full tính năng của Windows 11. Ví dụ như anh em có thể kéo thả để làm đa nhiệm này, kéo ra góc này. Đấy, nó tự động chia đôi cửa sổ để anh em có thể có không gian một cách ngăn nắp hơn để làm việc. Hoặc là anh em có thể vuốt bằng ngón tay lên để mở trình đa nhiệm, và anh em có thể mở truy cập nhanh những cái desktop ảo ở ngay ở phía bên dưới. Rất là tiện, hiệu ứng cực kỳ mượt. Tuy nhiên đây là một chiếc máy khá là cũ rồi, nó cũng được 8 năm tuổi rồi, nên có một số cái trải nghiệm của mình muốn chia sẻ với anh em trong video này. Đó chính là pin của nó không được tốt như kỳ vọng. Khi nó đang ở Windows 10 phiên bản trước đây ấy, và mình update Windows 11 thì mình cảm giác là pin nó yếu đi. Đó là cảm giác thôi. Và cái cảm nhận thứ hai của mình đó là máy nóng, mặc dù dùng rất là bình thường thôi. Đây, mình có tạo kịch bản, viết content đây, nhưng mà có làm việc như thế thôi mà nó cũng nóng anh em ạ. Chả hiểu rồi. Pin chiếc máy này khi lên Windows 11 nó có thể sử dụng được khoảng tầm 3 tiếng. Và với cả đấy là môi trường mát nhá, nếu mà nóng nữa thì mình cũng không rõ thế nào. 8 năm tuổi vẫn lên được Windows 11, vẫn có thể xài một cách ok. Thiết kế đẹp này, vỏ Maze này, ngon lành, có cảm ứng nữa, còn gì nữa đúng không anh em? Chục triệu tuyệt vời rồi. Rồi, đó là một cái video đánh giá cơ bản cảm quan của mình khi lên Windows 11 dành cho chiếc Surface Pro 3 này.
Đấy, màn rất là đẹp nhá. Anh em thấy sao? Anh em thấy chiếc Survivor 3 này nó thế nào? Nếu anh em nào đang sử dụng Survivor 3 và đã lên Windows 11 thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký nếu video này hay và hữu ích. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.